Tàn lằn xô xát, hai anh em ruột ở Nghệ An bị đâm thương vong. Hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát, B và anh trai tới can ngăn, bất ngờ B bị đâm tử vong tại chỗ, người anh trai cũng bị thương nặng. Chiều mùng 1 tháng 1, một lãnh đạo thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai anh em ruột thương vong. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 12, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát tại khu vực thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Lúc này, hai anh em LVH, 22 tuổi và LVB, 20 tuổi, ra can ngăn thì bị một đối tượng trong hai nhóm này dùng hung khí đâm. Người em trai LVB tử vong tại chỗ, còn LVH bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu với vết thương sâu ở bụng. Đối tượng gây án sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Quế Phong, công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra, đồng thời truy bắt kẻ gây án. Theo lãnh đạo thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được công an huyện Quế Phong phối hợp với công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.